Trong phần cuối chương trình, mời quý vị đến với một số thông tin về lĩnh vực văn hóa. Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam vừa trao chứng nhận không gian văn hóa tâm linh cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An và kết nạp chùa chính thức là thành viên của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Chứng nhận này nhằm biểu dương sự đóng góp của chùa trong việc giữ gìn các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc. Không gian của chùa Thiền Tông Tân Diệu có các điểm nổi bật như chùa điêu khắc gần 10.000 câu thơ kệ của Phật tử trên cả nước nói về pháp môn Thiền Tông. Chùa giúp các Phật tử trên cả nước tu tập theo pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại chùa lưu giữ tượng và thơ kệ của 36 vị tổ Thiền Tông, trong đó có 3 vị tổ của Việt Nam mà vị vua Trần Nhân Tông là tổ đời thứ 34. Ngoài ra, chùa cũng được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương. Các chứng nhận này cũng là kim chỉ nam để chùa giúp cho Phật tử trên cả nước không còn mê tín dị đoan, nhà nhà hạnh phúc, xã hội phồn thịnh hơn, phù hợp với con đường của Đảng và nhà nước ta đang thực hiện và hướng tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.